Vâng, thưa chị máy chào bà con. Hôm nay tập trung anh em nhân lực toàn thể để bàn giao một bộ máy ép cam viên công nghiệp. Do hôm nay mất điện nên là mấy anh em phải dùng một cái cẩu mà chạy bằng cơm và đã hoàn thành lên xe cho khách hàng rồi. Tiếp theo là một chiếc máy trộn, mọi thứ đã được bên cửa hàng chúng tôi lắp ráp hoàn thiện. Với dàn máy ép cam viên công nghiệp này thì công suất nó rất là lớn. Đình Vâng, thưa chị máy xin chào bà con. Hôm nay Đình Vâng đi bàn giao bộ máy ép cam viên công nghiệp cho khách. Và bây giờ Đình Vâng sẽ tiến hành test máy cho gia chủ và mời bà con cùng xem Đình Vâng sẽ test bộ máy ép cam viên công nghiệp. Sau đây Đình Vâng sẽ trộn nguyên liệu của gia chủ đã chuẩn bị cho bên cửa hàng. Bắp, rồi đậu, rồi thực phẩm mà gia chủ đã chuẩn bị để test máy để bàn giao cho gia chủ nhé bà con. Vâng, tiến hành trộn nguyên liệu, sau đó thì mình mới để cho ra cái máy hút nguyên liệu lên máy ép cam viên. Tại vì máy ép cam viên này là máy ép cam viên công nghiệp nên là công suất nó rất là lớn, mỗi lần sử dụng khối lượng vật liệu thực phẩm rất là nhiều để dùng máy trộn. Sau khi khối đã trộn đều nguyên liệu thì mình có thể cho nguyên liệu qua một cái cối dùng để hút nguyên liệu lên máy ép nghìn vật cam viên cho bà con.